Arnold Schwarzenegger từ cậu bé bất hạnh tới huyền thoại thể hình thế giới. Arnold, tượng đài thể hình với 7 lần vô địch Mr. Olympia, một vận động viên đa tài trên nhiều lĩnh vực, từ thi đấu thể hình, diễn xuất cho đến hoạt động chính trị. Để đạt được thành tựu tuyệt vời như ngày hôm nay, ông đã đi từng bước bằng chính thực lực của mình để chạm đến đỉnh vinh quang. Arnold sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947 tại Áo. Ông có một người anh trai cùng mẹ khác cha tên là Meha. Arnold lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc giáo La Mã, họ đến nhà thờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Arnold tâm sự cả cha mẹ ông đều rất nghiêm khắc. Nếu chúng tôi làm gì mà không tốt hay không vâng lời cha mẹ sẽ bị phạt. Từ bé, Arnold đã nổi bật về tính cách vui vẻ, dễ chịu và cởi mở. Cho đến nay, ông vẫn ghi điểm với mọi người xung quanh bằng nụ cười thân thiện, tính cách hòa đồng của mình. Tóc tôi dựng lên, tôi bị đánh bằng những chiếc thắt lưng, đứa trẻ nhà bên cạnh cũng vậy. Đó là cách thời ấy dạy con, nhiều đứa trẻ tôi cũng từng thấy bị cha mẹ đánh đập. Đó là kiểu tâm lý đứt áo, họ không muốn tạo ra một cá nhân, tất cả đều là khuôn phép. Tôi là một đứa trẻ không vâng lời và không có đứa trẻ nào không bị đánh. Vì thế tôi đã trở thành một kẻ nổi loạn. Mỗi lần bị đánh và mỗi lần một ai đó nói, cháu không thể làm điều này, tôi trả lời, điều này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu, tôi sẽ đi khỏi nơi đây, tôi muốn giàu có, tôi muốn trở thành một ai đó. Sự tổn thương khiến cậu bé Arnold Schwarzenegger ngày ấy muốn đi thật xa, muốn khẳng định chính mình tại vùng đất hứa, nước Mỹ. Và rồi ông đã tìm ra con đường giải thoát cho chính mình. Danh hiệu Mr. Universe là chiếc vé cho tôi tới Mỹ, vùng đất của cơ hội. Tôi có thể trở thành một ngôi sao và trở nên giàu có. Đó là mục tiêu của chàng trai trẻ Arnold. Quả đúng như vậy, Arnold Schwarzenegger đã tìm đến Dream để thay đổi bản thân và biết mình sẽ là ai trong tương lai. Ông đã thật sự nghiêm túc với mục tiêu của cuộc đời và trở thành huyền thoại trong giới thể hình ngày nay. Schwarzenegger bắt đầu tập luyện thể hình khi mới 15 tuổi và không ngừng cố gắng xây dựng cơ bắp. Năm 18 tuổi, Arnold đã thắng giải thể hình Junior Mr. Europe dành cho thiếu niên năm 1965. Một chiến thắng bước đầu càng tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho Schwarzenegger lúc ấy. Được bầu là người có thể hình đẹp nhất châu Âu, điều này đã giúp cho Arnold nổi tiếng. Arnold bắt đầu với mục tiêu xa hơn là Mr. Universe. Năm 1966, ông giành giải nhì cuộc thi Mr. Universe. Kết quả này không thể làm thỏa mãn được nhiệt huyết của Arnold. Ông tích cực trải qua những buổi tập gian khổ để hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Năm 1967, ông trở thành Mr. Universe trẻ nhất mọi thời đại ở tuổi 20 và liên tiếp nhiều năm sau đó duy trì danh hiệu này. Mục tiêu của Arnold là trở thành Mr. Olympia. Vì vậy, năm 1968, ông đã rời khỏi hào quang châu Âu để sang Mỹ, thực hiện ước mơ đổi đời. Mặc dù bị hạn chế về khả năng nói tiếng Anh, nhưng ông đã rất cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Năm 1969, ông đặt chân lên sàn đấu thể hình thế giới Mr. Olympia, nhưng may mắn chưa thực sự mỉm cười với Arnold. Thất bại luôn là người mẹ tạo động lực để cho người con cố gắng hơn nữa. Arnold tiếp tục thể hiện cơ bắp ở Mr. Olympia năm 1970 và trở thành nhà vô địch trẻ nhất mọi thời đại ở tuổi 23. Một kỷ lục chưa có ai có thể vượt qua ông cho tới nay. Từ ngôi sao thể hình, Arnold chuyển mình trở thành siêu sao màn bạc. Arnold đã chứng tỏ diễn xuất của mình bằng một số giải thưởng như quả cầu vàng cho diễn viên xuất sắc nhất trong phim của Stay Hungry và đề cử giải sao thổ cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Kẻ Hủy Diệt 2. Series phim điện ảnh Kẻ Hủy Diệt đã tạo nên cơn sốt mang tên Arnold Schwarzenegger. Không chỉ sở hữu lợi thế body hoàn hảo, ông còn khẳng định chính mình bằng tài năng diễn xuất đi vào lòng người xem. Arnold trở thành nguồn cảm hứng tập gym, thay đổi cuộc đời suốt 5 thập kỷ. Ông đã biến gym trở thành sự nghiệp vẻ vang, giúp ông trở thành một diễn viên tài năng nhờ thân hình cơ bắp. Đặc biệt, ông còn thành công trong sự nghiệp chính trị với vị trí thống đốc bang California thứ 38. Có lẽ, ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, từ những người tập gym chỉ để nâng cao sức khỏe, cho đến những người xem gym là sự nghiệp để thi đấu chuyên nghiệp. Và hy vọng thông qua video này, các bạn sẽ có nhiều động lực hơn để tập luyện mỗi ngày. Truy cập website thol.com.vn để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của BBT các bạn nhé. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký.
máy tập Selectorite 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.